Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày hôm nay. Phần đầu clip này tôi chắc chắn là tôi phải gửi cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các anh em xem cái video clip ngày hôm qua. Các anh em đã giúp tôi bằng một lượt like, bằng một lượt comment, làm cho cái video nó tăng tương tác lên. Và nó đạt được là cái video mà có cái độ tương tác nhiều nhất trong cái vòng 3 tháng trở lại đây. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ, với gần 500 lượt like, hơn 200 lượt comment. Điều đó đã giúp cho kênh của tôi quay trở lại cái đề xuất ở trên YouTube. Đã bắt đầu có những cái lượt đề xuất ở trên cái trang chủ của YouTube. Mặc dù chưa được bằng trước đây, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Rất có thể là kênh sẽ quay trở lại như trước đây trong vòng khoảng một tuần nữa thôi anh em ạ. Tôi thật sự lấy làm rất là bất ngờ và cảm kích trước cái tình cảm của anh em dành cho tôi. Đây thực sự đây là nó là một cái điều kỳ diệu của sức mạnh tình bạn. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Tôi không nghĩ là nó có thể đến nhanh như thế, mà tôi nghĩ là chắc là cũng phải một tháng, hai tháng nó mới quay trở lại được. Bởi vì là kênh của tôi nó như mới mà. Kênh của tôi nó như một cái kênh mới. Đấy, thế nhưng mà không, nó tương tác trong một cái video tương tác nhiều thì video lại được lên đề xuất rồi. Đấy, kênh lại được lên đề xuất. Mới ngày hôm qua khi mà tôi search cái cụm từ Auto Chat Mobile ấy, ở trên YouTube thì hoàn toàn không có một cái video nào của kênh Game Today luôn ở trên cái trang đầu tiên, cái kết quả tìm kiếm. Anh em biết là nó như nào. Và hôm nay thì đã có hai video rồi. Thế nên là một cái tín hiệu rất đáng mừng anh em nhé. Và tôi hy vọng là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách là hôm nay mỗi anh em vào xem video thì cũng để lại cho tôi một like và một dòng comment nhé anh em nhé. Và tôi xin nhắc cho anh em cái điều này. Một like của anh em, một comment của anh em thực sự rất có giá trị đối với tôi nha anh em nhá. Đó là một cái món quà đặc biệt thể hiện cái sự yêu quý của anh em dành cho tôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Nó thể hiện cái sự trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em. Những thứ mà tôi đang làm nó thật sự có giá trị đối với anh em. Đấy, thì anh em có thể là anh em hãy trân trọng nó bằng việc anh em hãy ấn like, hãy comment và cũng như là share nó nha anh em nhá. Và tôi cũng biết có rất nhiều người nghĩ là kênh của tôi có nhiều người xem mà. Đấy, nên là mình không like, mình không comment thì có người khác like, có người khác comment. Anh em đừng có nghĩ thế, bởi vì nếu mà ai cũng nghĩ như anh em thì sẽ không có một ai like cả, sẽ không có một ai comment cả anh em nhá. Một cái like của anh em nó không là gì cả, nhưng 1000 cái like của anh em cùng với những cái người khác, 1000 cái comment của anh em cùng với những cái người khác thì nó thực sự nó là một cái cơn địa chấn đấy anh em. Thế anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Và đặc biệt là tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Đào Quốc Việt, anh em Vũ Đức Long và anh em Vũ Trung Kiên đã donate cho kênh, kèm theo những cái lời nhắn chúc kênh phát triển và anh giữ vững niềm đam mê. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Giòm, anh em Nguyễn Ngọc, anh em Mạnh Trần, anh em Lương Duy, anh em Thọ Nguyễn, anh em Quang Minh Trần, anh em Lê Văn Huy, anh em Nguyễn Đăng Hưng, anh em Quang Trần và anh em Bằng Cao. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới để ủng hộ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Nhờ có các anh em hội viên mà cái đợt này kênh của tôi là mất đề xuất và nó cũng mất cái quảng cáo ở trên YouTube. Tuy nhiên là tôi vẫn có một cái nguồn thu nhập ổn định. Sự duy trì ổn định đó phần lớn nhờ vào các anh em hội viên ở trên kênh. Đấy, một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các anh em hội viên ở trên kênh rất là nhiều. Hên thật, bắp đúng rồi con này anh em ạ. Skybreaker được bắp ra rồi thôi, chắc chắn là ăn rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mặc dù là chúng ta chưa có cái công nghệ max, nhưng mà chúng ta đang có Goblin ở đây. Chơi gì đấy? Ra cả con gấu này hay là Shaman Mate? Có chơi Shaman Mate không nhỉ? Đánh Mate thì bây giờ thường sẽ là Shaman Mate đấy anh em ạ. Shaman Mate là vô địch. Chơi rất là dễ chơi, rất là dễ form bài. Chứ còn mấy cái bộ như là 5 rồng 6 mét hay là 9 mét các thứ thì nó khó hơn rất nhiều. Chơi cái bộ Shaman Mate nó khá là dễ, tương đối dễ và cũng khá là mạnh, an toàn, chơi ổn định. Tất nhiên là những cái trận đấu mà kéo dài về lết thì cái bộ đấy nó hơi đuối. Đấy, phải nói thật là như thế. Nhưng mà nếu mà anh em kết thúc sớm thì cái bộ đấy thực sự nó rất là mạnh ấy. Trận đấu kết thúc sớm. Ok. Ui, lại ra linh hồn lửa này. Linh hồn lửa bây giờ up cấp lên.
up cấp lên xong rồi cho linh hồn nửa vào đánh chuỗi thắng không? Bây giờ up cấp lên thì là chúng ta sẽ phải bán đi đủ 8 tiền thì mới up cấp được. Thế thôi thì bán cái con này vậy. Ok, cho linh hồn lửa vào đã. Dạo này tôi vẫn chưa muốn mất chuỗi, tôi cho một cái con 4 đô vào. Linh hồn lửa cho vào rất khỏe. Ra đầu game này mấy cái con chủ yếu là những con đánh gần thôi. Trừ khi gặp những cái nhà, ví dụ nhà này nhà Hunter, tuy nhiên cũng không sao, tăng cơ rất khỏe luôn. Linh hồn lửa coi như là anh em cho vào anh em được hai con rồi. Đấy, nó tăng tăng cho anh em coi như là hai con luôn, vì nó có hai mạng mà. Đấy. Lấy lợi thế cái đã. Mấy cái con kiểu linh hồn lửa này, con sói này, hay là cái con rồng 3 tiền, con rồng Exorcist ấy, là những cái con mà cho vào đầu game khỏe. Mấy con đấy là cái con tăng cơ cứng luôn. Rồi. Bây giờ thì cũng chẳng làm được gì, bây giờ chỉ có roll thôi, nhưng mà thôi. Tôi nghĩ là cái đội hình này đủ mạnh đấy. Kẹp thêm hai đỏ nữa cơ mà. Kẹp hai đỏ vào, đỏ giai đoạn đầu cũng rất khỏe. Đỏ nó sẽ cộng thêm là 150 máu mỗi con. Đấy, chúng ta có 6 con rồi. Cực kỳ là nhiều máu luôn. Cái bộ đỏ ấy mà anh em kẹp đỏ vào, anh em cứ đẩy cấp lên nhiều à. Đấy, anh em sẽ tận dụng được mỗi con thêm 150 máu nữa. Rất khỏe. Ok, thằng này vẫn ăn được đó. Thằng này đang đánh chữ thua này. Trận này tôi cũng chưa biết là có phải chơi mết không đâu. Đây là nó đang hướng đến bộ mết đấy, nhưng mà rất có thể là nó đồ nó sẽ ra cái kiểu khác ấy, thì chúng ta vẫn có thể quay xe nha anh em nhá. Tôi ghép một cái món đồ nó rất là mở, nó gợi mở để chúng ta có thể chuyển linh hoạt được. Cái món đồ nó là cái tẩu ấy, thì thực ra nó chơi được cả Warlock nữa. Đấy, Warlock cũng rất ngon. Chơi mết thì nó cũng ngon, nhưng mà mết thì nó lại cái tẩu nó cũng chỉ là vừa vừa thôi, chứ nó không phải là quá là ngon đâu. Đấy, còn ngon nhất nó là cái huyết trượng là một, là thứ hai là cái gậy bão ấy, là hai cái món đấy là chắc chắn là phải có trong cái bộ mết. Mà tôi ghép để tôi đánh chuỗi thắng mà. Nên là cái việc mà chúng ta phải đánh đổi đấy, nó là điều đương nhiên. Giống như là ngày trước ấy, thì anh em phải ghép cái búa set ấy, thì cái búa set nó khá phế dọn hết game, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ cái búa set nó là cái món đồ ngon nhất trong game luôn. Tức là anh em có thể chơi bất cứ một cái layup nào cái búa set, và nó không hề phế dọn hết game. Tức là cái món đấy bây giờ lên game nó cũng khỏe luôn. Ok. Đó. Dư đến đao 10 ok rồi đấy. Coi như đặt chỉ tiêu. Saman này có chơi không? Thế thì ấy à, có chơi không nhờ? Ôm cái này vào thì lại thọt mất 20 tiền à? Con tư tế này là một cái con mà rất lên là mua. Phải mua anh em ạ, phải mua, con này phải mua. Từ từ xem round sau nè. Round sau gặp thằng nào đây? Gặp cái thằng Levi Athan à? Đúng không? Đúng rồi. Leviathan chơi gì đây? Ây à, Greeter anh em ạ, vãi đáng. Thôi được rồi, round sau phải up cấp rồi. Huyết trượng rồi. Có huyết trượng rồi nhá. Rồi chúng ta up cấp lên rồi. Mạnh đấy. Cái thằng kia nó cũng khá là mạnh. Greeter nhưng mà có cái con Thunder, có Thunder kẹp thêm cả con Taboo Witcher nữa thì nói chung là khá là mạnh. Đấy, sang soi này, căng không? Căng phết nhờ. Rồi, dồn đồ cho con ở dưới thôi anh em. Để con Thunder nó gây đam nhá. Rồi để con Thunder gây đam. Căng đấy. Ui mẹ, vớ vẩn mất chuối ấy. Thôi đúng thật luôn anh em ạ. Ôi giời ơi. Nhìn thấy nó cũng mạnh mà. Tại sao nó up cấp nhỉ? Lẽ ra là không nên up cấp. Bỏ.
Sai lầm. Thằng này mạnh đấy anh em ạ. Nhìn biết là thua. Bốn đỏ này. Bốn đỏ này. Đấy. Bốn đỏ 3m được không? Được. Rồi. Tạm thời chơi bốn đỏ 3m đã. Đúng một sai lầm của Tuấn Cơm. Sai lầm. Quá sai lầm luôn anh em ạ. Đùa chứ. Để trong vòng 3 giây là bay toàn bộ đội hình. Để trước mặt nó mà. Để trước mặt nó. Con Thunder của nó rồi cái con Zipper nó quay cho một phát rồi thôi. Toàn luôn. Quá lãng phí cái tiền người ta vừa rồi. Đúng sai lầm. Khó à. Ôi thằng này nó cũng thế này. Có phải Savan không? Câu con gấu mết rồi kìa. Căng đấy nhờ. Sao gần đây nhiều người chơi mết Saman anh em ạ. Cái hồi mà từ hồi mà tôi ra clip ấy, bắt đầu nhiều người chơi cái bộ đấy rồi. Nhiều lắm anh em ạ. Bộ đấy bây giờ nó ngon mà. Nhưng mà nếu mà không chơi mết Saman thì chơi gì? Chơi mết Saman thì chơi vẫn là mết Saman rồi anh em ạ. Chả biết chơi gì ngoài mết Saman luôn. Mà chơi gì thì cũng là chơi mết Saman hết rồi anh em ạ. Cũng phải xây dựng từ cái bộ đấy đâu. Cái bộ đấy là cái bộ vua giữa game. Giữa game nó là mạnh. Đấy, cực kỳ mạnh không? Còn late game thì không mạnh thì chuyển cái bộ khác. Nhưng mà chơi cái gì cũng phải qua cái bộ đấy đã. Anh em nhá. Không qua được các cái bộ khác được. Bây giờ mết nó không kẹp được kiểu gót cọc như ngày trước nữa. Nên là vẫn sẽ phải qua mết Saman thôi. Ở giai đoạn giữa game. Ui chỗ này nhiều thằng đánh mết thế. Có cả mết 5 rồng này anh em ơi. Vãi đái. Trận này nhiều thằng chơi mết đấy. Bây giờ kiểu bọn mết ấy nó nổi lên như một hiện tượng luôn. Mặc dù là không có một cái gì thay đổi ở cái bộ mết cả. Đấy mà rất nhiều người chơi luôn. Không hiểu tại sao. Thế là bị tranh bài rồi. Thế này bị tranh bài rồi. Hơi khó chịu nhỉ. Thằng Leviathan kia có chuỗi rồi kìa. Khỏe đấy. Vớ vẩn gặp cái thằng top 1 cắt cả chuỗi, cái thằng top 1 súng 2 kia vớ vẩn cắt được chuỗi chứ. Căng phết nhở. Cái thằng Leviathan nó mạnh rồi. Gladiator mà full 2 sao nó rất mạnh luôn. Cái giai đoạn đầu này thì Gladiator nó khá là khỏe. Nhưng cái bộ khác nó chưa form được bộ, còn Gladiator nó form được sớm. Đấy, Gladiator là nó đã là một cái line up mà form được rồi. Nên là nó mạnh thì cũng là đương nhiên thôi. Úi tôi gặp thằng này này, không biết có ăn được không, có súng 2. Súng 2, 3 con 2 sao kìa. Kẹp Hunter. Ăn nổi không? Úi vẫn có thể ăn được đấy. Vẫn có thể ăn được đấy. Vẫn có thể ăn được đấy. Ăn được anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Úi con ách tôi tự nhiên nó lại hú lên. Xong rồi nó lại bay đằng sau chứ. Ảo ma Calada thật sự. Úi dồi ôi, được rồi anh em ơi. Đây rồi, cơ hội cắt chuỗi đây rồi. Có cơ hội cắt chuỗi đây rồi anh em ơi. Thunder Spirit lên được 2 sao. Được đấy. Rao sau lại up cấp cho kẹp cái con Saman vào. Sau đó là đợi con Storm Saman ra. 4 Saman 3m. 4 Saman 3m. Kẹp với cả đỏ. Ở level 8. 4 đỏ, 4 Saman. 4 đỏ, 4 Saman, 3m à? À không được. Không chơi được như thế. Ngày trước cái con Phượng Hoàng Lửa ấy, cái con Phượng Hoàng Lửa nó là Saman thì mới chơi được như thế. Còn bây giờ cái con Phượng Hoàng Lửa nó không phải Saman nên là phải đánh ở level 9 mới đủ bộ. Level 9 mới đủ bộ, nhưng mà không sao. Round sau vẫn có thể kẹp Saman được. Rồi, vẫn lấy trượng phép anh em nhé. Vớ vẩn là Thunder lên được 3 sao này. Hay quá nhờ. Được đấy. Thunder làm co à? Saman mết rồi Thunder làm co hơi bị uy tín luôn. Rồi up cấp cho Saman vào anh em nhé. Thêm được cái con này vào nó sẽ có một cái hack đầu game thôi. Thêm một cái khống chế. Bây giờ cho gặp cái thằng Gladiator đi. Gặp Gladiator đi. Cháu xin gặp Gladiator đấy. Gặp sớm cắt chuỗi nào. Gặp sớm cắt chuỗi nào.
Tầm này là đủ sức mạnh rồi anh em ạ. Gladiator bây giờ đánh với cả bốn đỏ. Đấy, bốn đỏ thì cũng trâu lắm anh em. Bốn đỏ cộng thêm 450 máu cơ mà. Gladiator tầm này chưa chắc đã đủ đam giết được bốn đỏ đâu. Ui, trận này nhiều Gladiator đấy. Trận này hai thằng Gladiator luôn ạ. Nhưng mà ui anh em ơi, con Thunder tôi nó xòe quạt kinh khủng luôn. Ui, thằng kia mất chuỗi rồi kìa. Ảo ma Calada. Khỏe như thế mà mất chuỗi rồi nhỉ. Trận này có hai thằng chơi Gladiator. Hai thằng chơi Gladiator thì thôi, xác định luôn là sẽ không chơi mết kẹp đá nha anh em nhá. Đấy, xác định như thế luôn để cho nhanh. Tức là nếu mà tí lửa mà ra, ví dụ ra mấy cái con như kiểu con Light Split thì tôi tạm thời tôi chưa mua vội để cho đỡ thọt tiền. Đấy, xác định luôn là chưa mua. Bao giờ late game thì kiếm lại sau. Đấy. Xác định rõ là như thế. Để form cái bộ gì đấy mà nó đỡ sợ những cái thằng kiểu Gladiator. Có thể là Saman kẹp cọc đấy. Ok đó. Gladiator thì thực ra nó không phải là cái lineup mà chúng ta phải quá sợ đâu. Thằng này mới sợ này. Thằng này sợ này. 6 Clive. Xoài quạt phát gần hết máu luôn. Ảo thật sự. Kiểu như cái bộ mết này nó được bắp thêm hay sao ấy. Bắp kiểu bắp ngâm ấy, chả biết là thế nào. Nhưng mà thấy cặp Clive mà xoài quạt mà mất từng đấy máu là biết là thế nào. Rồi. Hoặc là có thể là nó bắp ngầm với con Thunder. Hoặc là có thể nó bắp ngầm cái bộ mết. Hoặc có thể là bắp ngầm cái đồ bộ mết. Không biết, chỉ biết là nó mạnh thôi. Ok. Cái thằng Gladiator là cái thằng mà chúng ta không phải lo lắng anh em nhé. Gladiator nó không phải là cái đội hình mà đánh ở siêu late game khỏe đâu anh em ạ, không sợ. Siêu late game thì có nhiều bộ ăn được cái bộ đấy. Đấy, không phải là cái bộ mà chúng ta lo là lo cái bộ Clive ấy. Chúng ta Gladiator chỉ cần không chơi cái bộ 6 đá để mà dí cho nó đấm chúng ta là được rồi. Đấy, còn những cái bộ khác thì vô tư. Cứ để đấy, Saman thì đỡ nó làm việc hết. Ok, lại có chuỗi thắng rồi này anh em này. Khỏe chưa? Rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, dần dần lại level 8 50 tiền rồi. Giai đoạn đầu thọt thọt một tí, bây giờ lại có chuỗi lại có tiền anh em. Quá tuyệt vời. Cắt chuỗi được thằng Trung Quốc cái là có tiền luôn. Tầm này ok rồi đấy anh em ạ. Đội hình này thì trong cái round 19 thôi không phải làm gì cả. Nó mạnh rồi. Sau đấy lên round 21 thì chắc là 4 Saman thì mới up lên 9 thôi. Rồi, vô tư, thằng này vô tư. Kể cả là nhiều 2 sao. Ui, anh em nhìn kìa, xoay quạt phát bay bầu hết toàn bộ đội hình luôn. Thế mới nói là Gladiator nó không có cái vấn đề đâu. Vô tư. Rồi, up dần đến 9 thôi. Bộ này chơi ở 9 đã được rồi đấy anh em ạ. Saman mết chơi ở level 9 nó kẹp được cọc 3 mết kẹp 4 Saman kẹp 4 đỏ. Đấy, hoặc là 3 mết kẹp 4 Saman kẹp cọc kẹp 2 gót. Đó, chơi ở level 9 nó thế thôi. Lên level 10 thì 4 gót. Đấy, 4 gót kẹp 4 Saman kẹp 3 mết kẹp với cả 4 cọc. Đấy là đánh ở level 10. Quá tuyệt vời luôn. Một cái lineup mà từ level 9 lên level 10 rất là dễ, mà chơi ở level 9 nó đã mạnh rồi, tội gì không chơi, đúng không? Giai đoạn 21 đến 30 thì Saman chủ. Tầm đấy rất ít lineup có thể ăn được. Ok, xin một cái món đồ ngon nghẻ nhá. Tôi thích cái gậy bão. Nhưng mà bây giờ đương nhiên là không có gậy bão để mà lấy đâu. Trượng ma pháp này. Ui, thừa trượng ma pháp rồi. Tinh thạch sinh lực. Lại thừa. Ok, thì lấy gậy hack vậy. Lấy gậy hack cũng được. Rồi thôi, lên 9 xả tiền thôi anh em ơi. Lên 9 xả hết tiền. Kiếm con Storm Saman. Đây rồi, xong. xong. Quá tuyệt vời. Form được cái đủ bộ rồi anh em ạ. 4 đỏ, 4 Saman, 3 mét ở level 9.
chuẩn bài luôn, không lệch đi đâu luôn. Lại một cái trận đấu kết thúc sớm rồi anh em ơi. Khả năng trận đấu này kết thúc ở round 30 đến 35 tầm đấy thôi anh em ạ. Nhìn là biết là đẩy mỗi round là khá nhiều máu à, rơi ở đâu đấy khoảng mười mấy máu, nhưng mà tí nữa nó sẽ là hai mấy, 17 máu. Ok, ui lại trượng ma pháp này, quá nhiều trượng ma pháp luôn. Thế này thì một xẻ quạt là bay màu hết đấy em ạ. Rồi. Từ từ đã, không làm gì cả anh em nhá, bây giờ nó mạnh rồi ấy. Đội hình đủ mạnh để chơi rồi nên là tôi không làm gì đâu, tôi lên 10 cơ. Cái bộ này chơi ở level 10 là mới tối thượng. 9 thì nó chỉ vừa vừa thôi, nó không tối thượng đâu. Lên 10 thì nó sẽ thực sự là tối thượng. Với cả tôi chưa ra già đấy, nên là tôi chưa vội. Không vội làm gì cả, anh em nhá. Này, xòe quạt này. Đấy, anh em thấy chưa, mẹ ơi, xòe quạt tôi một phát bay màu hết toàn bộ đội hình luôn. Rồi tớ, cái cửa gì mà ăn được anh em ơi. Chồng à, đẩy 20 máu luôn ấy, 21 máu luôn. Quá tuyệt vời. Thôi trận đấu này kết thúc sớm lắm rồi anh em này. Saman lên được 2 sao rồi. Quá căng. Đấy, cứ chơi cái bộ này chơi sướng lắm anh em ạ. Chỉ cần form đủ bộ thôi thì đẩy hết. Ok. Kiếm thêm con Khan không? Đấy, con Khan đi. Rồi. Để lấy để tí nữa chúng ta chuyển sang 4 cọc kẹp với cả 4 Saman. Anh em cũng biết cái bộ này nó tối thượng nó như nào rồi đúng không? Tôi đã chơi một cái trận rất là gần, cách đây khoảng mấy ngày thôi, có chơi trận God Saman rất hay. Anh em cũng thấy cái bộ khá là mạnh luôn. Đó là tôi sẽ form như thế thôi, vẫn là bài chuẩn thôi. Đẩy kìa. Đó, biến ra con heo thì thôi rồi, 16 máu. Light Spirit này. Tầm này có khi lại cho Light Spirit vào lại ngon đi lại. Rút kinh nghiệm với trận trước ấy, xong rồi lại phải kiếm lại, nó hơi mất thời gian. Trận này có khi là mấy cái con Gladiator nó yếu thì chúng ta chơi 6 đá luôn cũng được. Mấy thằng Gladiator chắc gì đã thọ đến hết game để mà solo đâu, đúng không? Đấy, để xem là chơi với thằng nào đã. Dù sao chúng ta cũng đang có chuôi, chúng ta có tiền, chúng ta cứ ôm đi, sợ gì đâu. Đang thừa slot mà. Tí nữa mà tôi roll ấy, chả may mà nó thiếu slot thì bán đi cũng được. Đấy, u rồi anh em ơi, anh nhìn cả. Đúng là kiểu bộ Saman nó là vua các bộ mết luôn. Gặp cái thằng mết nó xòe quạt nó phát chết luôn. Còn 9 máu kìa. Dã man thật sự. 11 rồi. Chuối cộng 11 rồi anh em ơi. Đánh kiểu gì có chuối là thế nào. Đánh cái kiểu gì có chuối luôn. Sợ thật. Thì bây giờ 26 lên 10 nó chưa còn gì nữa. Mà đã lên 10 thì kẹp con Light Spirit vào rồi. Một con 5 đô ở level 10 nó là tuyệt vời rồi. Kèm theo đấy là 4 đỏ rất trâu. Tầm này thì già vẫn chưa ra nhưng mà cũng không sao cả. Thunder 2 sao nó gánh được. Anh em thấy cái xoay quạt của con Thunder không? Thực ra là con Thunder này được bắp đấy. Nếu anh em không để ý thì tôi cũng chia sẻ với anh em là con Thunder này nó được bắp đam trong cái meta vừa rồi ấy. À, có update là bắp đam cho con này đấy. Giảm máu và bắp đam. Tức là cái con này cân bằng lại thôi. Nó giảm cái lượng máu ở đi nhưng mà lại bắp thêm cái lượng đam. Combo đẹp luôn này anh em này. Trời ơi, thế thì mạnh quá. Cái Tsunami kẹp với cả Light Split à. Combo này thì nó quá chuẩn rồi. Nhưng mà bây giờ phải bỏ đỏ đi à. Bỏ đỏ đi. Tôi vẫn nghĩ là 4 đỏ ngon hơn giai đoạn này. Bây giờ bỏ đỏ đi thì nó lại hơi sai nhỉ. Saman nó phải lên được 2 sao hết cơ thì mới bỏ đỏ. Nhưng mà bây giờ Saman mấy cái con yêu 1 sao không được. Không bỏ đỏ được. Bỏ đỏ đi thua đấy. Khi nào mà Saman lên được hết 2 sao thì kẹp Tesu bỏ đỏ ấy. Bỏ đỏ kẹp thêm cọc vào.
Đấy, kẹp cọc kẹp cơ su, quá tuyệt vời luôn. Lại Gritter này. Ui, Gritter nó lao dưới rồi. Nhưng mà sao? Ui, nó khỏe đấy. Ui, tài cắt chuỗi được của tôi anh em ạ. Vãi đài. Không ổn. Thế thì biết rồi. Phải làm gì rồi. Bỏ ngay cái ý định 6 đá đi anh em nhá. Bỏ 6 đá đi. Cái con Silent của nó rất là khỏe. Đây này. không. Đá lắp săn cái BKB rồi anh em ạ. Không. Thôi nha, bỏ đi, đá đi điên gì đâu. Này, chơi tạm thôi, tí nữa bỏ. Live Spirit tạm thời để đánh với cả những nhà khác nữa. Nhưng mà lên game là khả năng là sẽ đánh với cả nhà Glitter cao đấy. Glitter thì kia form là bài mạnh, bài to. Bài to luôn đấy. Khá căng. Cái quả mà nó cắt chuỗi của tôi là bài nó khá là to rồi. Khi mà nó kiếm được một cái lượng tiền rất lớn luôn. Trong cái round mà cắt chuỗi của tôi là rất nhiều tiền luôn đấy. Thôi được rồi. Bỏ con này đi. Bỏ đi. Ok. Tôi biết phải làm gì rồi. Chuẩn bị sẵn anh em ơi. Từ bây giờ luôn. Không nói nhiều. Chuẩn bị từ bây giờ luôn. Cho nhanh. Nói nhanh. Cho đối thủ biết là mình có sự chuẩn bị từ rất sớm. Đây rồi, ra rồi. Chơi cái bộ mà gót cọc ấy. Gót kẹp 4 cọc. Không ăn được Glitter đâu nhá. Cái bộ đấy không ăn được Glitter đâu. Đấy. Bây giờ trận này còn có cả cái bọn này nữa này. Bây giờ nó đang phải có hai bộ. Tức là chúng ta phải lo là cả Gritter, mà chúng ta còn phải lo là cái bọn Exit nữa. Mà Exit thì bắt buộc là phải Saman rồi. Đấy, nhưng mà Exit Hunter thì kẹp cọc nó không có ý nghĩa. Tức là nếu mà chơi 4 cọc rồi mà kiếm được con Khan ấy, sao kẹp 4 cọc là không có ý nghĩa anh em nhá. Hunter toàn bắn xa thôi. Cọc là không có ý nghĩa gì nhiều đâu. Nên là tôi đã chuyển sang là cái bộ khác anh em nhá. Ok. 9m 5 rồng à? À càng đấy, càng đấy. Anh em nhìn kìa, vãi cứt. Gấu mét lên 2 sao thì cũng bay màu. Saman ơi là Saman, anh em thấy cái bộ Saman chưa? Vãi đái luôn. Đó. Nào 29. Căng thẳng đây nha. Thực ra cái trận này tốc độ nó sẽ rất là nhanh. Theo tôi dự đoán thì cũng chỉ 30-35 round thôi anh em ạ. Hết rồi, sắp chết hết rồi. Còn 32 máu của cái thằng top 2. Mấy cái thằng kia khỏe lang solo với cái thằng Phạm Tú rồi. Phan Tú chơi Glitter đang rất to. Về căn bản trận này nhiều mết ấy. Xong nó được ghép cái BKB là gần như nó giải quyết hết vấn đề rồi. Chơi nhiều thằng chơi mết mà. Gặp thằng Exit này. Kẹp cá rồi đấy. Căng. Căng quá nhờ. Saman cũng không lại luôn. Saman cũng không lại được anh em ạ. Saman cũng không lại được luôn. Đấy, cái thằng này cũng là cái thằng đáng lo này. Đấy, tôi khi mà tôi chuyển để mà counter thằng Phan Tú kia ấy. Cái thằng chơi Glitter kia thì tôi lại bị một cái vấp. Đấy chính là cái thằng này. Cái thằng Hàn Quốc này chơi Exit thì chơi bộ này không ăn được. Bắt buộc nó sẽ phải là gì? Nó sẽ phải là Saman kẹp cọc. Kẹp với cả Spirit thì mới ăn được. Đấy, vấn đề là thế. Hai thằng Glitter luôn. Bây giờ phải giết chết được một là thằng Exit, hai là cái thằng Glitter. Tức là giết hết Glitter đi thì chúng ta counter là mới dễ được. Nếu mà để hai thằng này với nhau thì cực kỳ khó chơi luôn. Cái con Dark Spirit này cũng không bỏ được. Đấy, vấn đề là thế. Bây giờ nhá, nếu mà giả sử như không có cái bot Exit thì tôi sẵn sàng tôi bán cái con Light Spirit đi. Tôi sẵn sàng tôi bỏ cái con Dark Spirit ở trong cái cửa hàng đi để tôi tập trung vào tôi counter vào cái bọn Glitter bằng Saman. Đấy, vấn đề là thế. Nhưng mà vì là chúng ta có một thằng Exit Hunter nên là Saman nó chưa đủ anh em ạ. Nó phải có một cái bộ, nó cái bộ Spirit nữa thì nó mới có cái cửa ăn được. Đấy, nó thế cơ.
Ok, rồi Ronan. Già hai này. Từ nha, chưa đập trứng nó già đâu. Rất có thể nó sẽ là con Thunder Spirit 3 sao. Ok. Tạm thời như này đã. Rồi, xếp bài tách ra tí. Counter Greater. Ui, cái thằng sửa Greater sang soi cả. Rồi, lấy cái huyết trượng nó, đương nhiên rồi. Bỏ cái này ra, lấy hai cái huyết trượng vào cho nó mạnh. Soi thoải mái bạn ơi. Sợ cái gì, xòe quạt là cũng bay bầu thôi. Ok, mạnh. Một lần xòe quạt nữa là bay bầu thôi. Một lần xòe quạt nữa. Ui, hai bác tuần cơm kìa. Ui, anh em fan trên kênh thôi, anh em không chào sớm. Bây giờ anh em mới chào, tôi không biết. Tôi lại cứ counter vào anh em. Rồi, thôi. Roll hết tiền rồi anh em ơi, form bài nào. Rồi, nice spirit này. Từ từ nha, Bad Omen nữa à. Ây à, nhiều quá nhờ. Nhóm nào giờ? Thế này đi. Ok. Vẫn đủ slot. Tạm thời thứ này đã anh em nhá. Ui, càng lắm anh em ạ. Thằng này khả năng là vẫn thua. Rất khó có thể ăn được này. Xài quạt cái pha lửa đi, đúng rồi. Ơi đã ăn này. Ăn được không? Không, 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 không. Khó, 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 khó. Khó anh em ạ, khó. Ok. Thôi được rồi, không sao. Chúng ta có chuẩn bị ở đây rồi. Dưới này có đủ để chơi được late game. 60 máu đủ để solo anh em nhá. Đủ để sống sót đến lúc solo. Hai người kia ra đi. Một trong hai người ra đi là chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ phải làm gì thôi anh em. Ở đây tôi đã chuẩn bị đủ để có thể chơi được cả hai nha anh em nhá. Dưới hàng chờ là counter được cả hai luôn. Đấy, bây giờ chỉ là ai thôi, gặp ai thôi. Đã có cái sự chuẩn bị cho cả hai layup gặp nhau ở giai đoạn late game rồi. Gặp ai đây? Thì vấn đề là chúng ta sẽ gặp ai. Khó ấy nhỉ. Hy vọng là hai nhà chết sớm thôi. Tôi thì chắc chắn là tôi sẽ giữ được máu rồi. Đội hình này của tôi không dễ chết như thế đâu. Mỗi một round tôi mất có một chút xíu máu thôi anh em ạ. Xòe quạt. Đúng rồi. Đấy anh em thấy không? Xòe một phát gần coi như là clear hết rồi. Đấy, xòe thêm phát nữa là xong. Xòe thêm phát nữa là xong. Như thế là xong. Đấy, lọt hai con rồi anh em ạ. Lọt một con. Ui rồi ơi. Thế được rồi, tôi cũng chỉ cần thế thôi. Hay quá anh em ơi. Đấy, chúng ta đã có kết quả rồi nha. Xong, xong rồi, trận đấu kết thúc rồi. Già lên được hai luôn. Trận đấu coi như là kết thúc. Nhẹ nhàng với tôi anh em. Kết thúc của round 34 anh em ạ. Vãi đài. Rồi, bây giờ chúng ta không chơi Saman nữa nha anh em nhá. Để counter vào cái nhà Greater thì đơn giản thôi. Sáu đỏ vào. Sáu đỏ 3 mét counter quá là easy luôn anh em ạ. Cho con Dark Spirit nữa nhở. Thay con Saman ra. Cho thêm con Dark vào nữa này. Ui dồi, quá tuyệt vời luôn anh em. Kẹp hai Warlock nữa. Anh em cứ tin tôi. Tôi đã gọi là thông thạo 10 cái bộ. Cả hai bộ ấy luôn. 3 bộ luôn chứ không phải 2 bộ. 3 cái người chơi, 2 cái người chơi cuối game này đều đang chơi những cái bộ tôi thông thạo mà. Exorcist, Hunter rồi thì Greater. Bây giờ là mết thì đương nhiên tôi đang cầm thì là thông thạo rồi. Trời ơi, một khạc với bay màu anh em ạ. À, thôi xong rồi. Làm gì có cái cửa cửa. Cửa nữa đi. Ui giời ơi. Anh em thấy cái sự chuẩn bị không? Chuẩn bị từ giữa game luôn. Đấy, đối thủ như kiểu gì tôi cũng chơi được mà. Bây giờ nha, kể cả là Greater chết trước, Exorcist ra thì đấy, đủ bộ rồi. Bây giờ là Light Spirit lên được 2 sao rồi đúng không? Đập trứng là lên được 2 sao rồi, ra đát rồi. Kẹp với 4 Spirit. 3 mét 4 Spirit. 4 Saman. Ui giời, quá đơn giản luôn anh em ạ. Và khi tôi gáy xong, cũng là lúc chúng ta lại tăng tương tác cho nhau anh em nhé. Rồi, anh em thấy hay nhớ để lại tôi một like cho anh em nhá.
Và anh em chưa comment thì anh em hãy comment đi. Anh em hãy giúp tôi phá kỷ lục ngày hôm qua nhá anh em nhá. Phá kỷ lục 500 like ngày hôm qua, 200 comment ngày hôm qua. Và nếu anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái và clip bên phải. Đó là hai siêu phẩm hay nhất ở trong tuần này. Và tôi biết là rất nhiều anh em vẫn còn chưa tiếp cận được với cái video clip đó. Rất hay anh em ạ, anh em tin tôi nhá. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!